Mình rất là thích cái cảm giác bất ngờ. Tại vì trước giờ mình rất thích người yêu làm những chuyện bất ngờ cho bản thân. Khi mà nhìn năm bạn nam thì bạn có ấn tượng với ai đầu tiên không? Dạ, ấn tượng với lại anh mặc đồ trắng. Mặc đồ trắng hả? Tại sao vậy? Thực sự là bạn rất là giống người yêu cũ của em. Giống người yêu cũ của em, gu bạn trai của em sẽ như thế nào? Chỉ cần cao hơn em, không quá ốm. Đủ tiêu chuẩn. Với lại quan tâm những thứ mà nhỏ nhặt nhất là được. Những cái tiêu chí khi mà em đưa ra để mà một cái hình mẫu lý tưởng của em cao trên 1m7, anh có. Không quá ốm, anh hơi béo. Nhưng mà anh lại thắc mắc tại sao em lại chia tay người trước? Do em hay là do người đó? Dạ, là do cả hai. Cả hai không đồng tình được một vấn đề. Nhưng mà vấn đề nó khá lớn, nên là tụi em quyết định chia tay. Chia tay nhưng mà vẫn còn tình cảm. Vậy anh xin lỗi. Vô gì trọng ta. Nhạy Rư rất là thích động vật, thích em bé và thích những thứ gì dễ thương á. Thôi được rồi, dễ thương Như ơi. Em có gì muốn hỏi anh Thuấn không? Như là Thuấn cũng ngồi chờ đợi tới lượt của mình luôn á. Không có đâu anh Thiện, nãy giờ em không phải chờ đợi đâu. Sao? Nãy giờ em quan sát Như. À, em quan sát tại tim em đập mạnh quá không nói được chứ không phải là không hèn nói gì. Tôi thấy anh nhìn nè. Mình rất là thích đi Đà Lạt nha, nhưng mà có nhà Như ở Đà Lạt thì mình sẽ thường xuyên lên thôi. Một tuần lên một lần. Một tuần lên một lần cũng không sao. Anh dọn nhà lên luôn. Trời ơi, chưa gì là cuốn gói theo người ta rồi hả? Thì anh thì không biết nấu ăn, nhưng mà anh biết ăn và anh biết dọn. Anh sẽ có nhiều mỗi chuyện kể cho em nghe hàng ngày, kể tới già cũng không hết. Rồi đó.